Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giao thông Vận tải triển khai nhiệm vụ vận tải hành khách sau Tết. Công tác đảm bảo an toàn các chuyến bay và thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại Cảng hàng không Thọ Xuân sau Tết Nguyên đán. Bộ Giao thông Vận tải sẽ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế để triển khai nghiêm túc công tác vận tải gắn với phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải các địa phương có phương án bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết của người dân, tiếp tục hướng dẫn hoạt động vận tải bảo đảm an toàn dịch bệnh và phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, sẽ tập trung kiểm tra chuyên đề xe khách hoạt động trá hình, các trường hợp xe dù, bến cóc gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời tiếp tục triển khai nghị quyết số 12 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông và kế hoạch hành động năm an toàn giao thông năm 2022. Để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, Ban tổ chức khu vực đền Nưa An Tiên đã triển khai kế hoạch phân luồng điều tiết giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 57, đoạn dẫn vào khu vực chính đền. Tổ chức giải tỏa hành lang giao thông, bổ sung hệ thống biển báo, sắp xếp các bãi đậu đỗ xe, không để ùn tắc giao thông trên tuyến. Đặc biệt, tuyến đường dẫn vào khu vực đền Nưa Am Tiên có gần 4 km đường dốc quanh co dễ xảy ra tai nạn. Vì vậy, ban tổ chức đã đưa loại hình dịch vụ trung chuyển khách lên khu vực đền vào hoạt động. Quá trình vận chuyển hành khách, các nhà xe phải đảm bảo điều kiện về kinh doanh vận tải, đảm bảo an toàn cho hành khách khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc. Đường lên mình là đường đèo dốc, mà thứ hai là đường nó rất là hẹp. Cho nên là các cái việc mà để xảy ra các nguy cơ cho lái xe cá nhân không quen đường và xe yếu là dễ xảy ra tai nạn và ở trên dốc. Cho nên đơn vị lại phải hỗ trợ thêm về cái việc tăng cường và lái xe hướng dẫn thêm cho các lái xe của cá nhân được đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng hành khách đi máy bay tăng cao. Để phục vụ nhu cầu của người dân đi lại, Cảng hàng không Thọ Xuân đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn các chuyến bay cũng như thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch tại sân bay. Theo số liệu thống kê, sản lượng khai thác từ cao điểm Tết Nguyên đán đến ngày 8 tháng 2 đã đạt 58 lượt cất hạ cánh, khoảng gần 9.000 lượt khách trên ngày. Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như an toàn các chuyến bay, Ban Giám đốc Cảng hàng không Thọ Xuân đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị, phương tiện bố trí hướng dẫn hành khách làm thủ tục bay cũng như triển khai một số biện pháp đối với hành khách bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, như khai báo y tế trên ứng dụng PC COVID trước khi lên sân bay, tuyên truyền cho hành khách thực hiện các quy định về an ninh an toàn và phòng chống dịch COVID-19. Công tác phục vụ của nhân viên là rất là tốt, khẩn trương, nhiệt tình, chu đáo và nhất là công tác hỗ trợ nên là và cái công tác thực hiện phòng chống dịch thực hiện 5K rất là đảm bảo nên chúng tôi rất yên tâm. Dự kiến những ngày tiếp theo, 4 hãng hàng không đang khai thác tại Cảng hàng không Thọ Xuân, Vietnam Airlines, Pacific, Vietjet, Bamboo với các chặng bay Thanh Hóa đi Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột có thể tăng lên 64 lượt cất hạ cánh và đạt gần 10.000 lượt khách trên ngày. Vì vậy, Cảng hàng không Thọ Xuân xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường dẫn vào cửa ga cũng được kiểm soát chặt chẽ. Lực lượng an ninh hướng dẫn cho các lái xe vào bãi gửi xe, đồng thời nghiêm cấm các xe dừng đỗ trên làn đường trước cửa ga, tránh tình trạng ùn tắc gây mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn được chú trọng và thực hiện nghiêm như việc yêu cầu hành khách đi đến. Ngoài việc tuân thủ các quy định của Bộ Y tế, hành khách cần phải thực hiện khai báo y tế, quét mã QR code, tuân thủ 5K, kiểm soát thân nhiệt. Hành khách có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác, không được tham gia các chuyến bay. Cảng đã chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị, phương tiện phục vụ bay đảm bảo cho hành khách nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo an toàn. Về công tác phòng chống dịch thì cảng thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo của Bộ, của Cục Hàng không và của tỉnh an toàn cho hành khách. Cùng với hàng loạt các giải pháp Cảng hàng không Thọ Xuân đặt ra, nhất là trong những ngày sau Tết, công tác đảm bảo an ninh an toàn giao thông tại Cảng Thọ Xuân sẽ được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn cho hành khách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.